Khi Gơn Phố gặp Gơn Ricket. Hello mấy chị em phố. Mày làm gì mà giờ mới vô vậy? Ôi trời ơi, chị là mới mua con vi sân. Cho nên là sáng giờ tao chạy dưới sân trường tầm 15 vòng cho tụi con Hà Kèm lớp 12-9 nó lé mắt chơi. Trời ơi, ghê vậy trời. Phố mà phải có vi sân chứ. Thế à, lát đây nào muốn tao trở về không? Ê tao nè. Thế con Hương có về luôn không? Thôi, tao có xe trở về rồi. Ôi trời ơi, ba cái xe ghẻ chứ gì. Về vi sân với tao đi cho oách. Tao đi Rolls Royce. Cái gì? Zone gì? Nghe cứ ghẻ ghẻ sao ấy nhỉ? Mình biết thì đính cái mỏ lại, cái xe đã lăn bánh cũng 36 tỷ đó mà. Ủa thế à? Sao nhìn nó chảo phố mà rít thế nhỉ? Lan, ngửi thấy ta có mùi gì lạ không? Ê, xài nước hoa gì mà thơm vậy má? Thơm á? Nước hoa Badger cho Gơn Phố đấy. Xài cái này đảm bảo ai cũng biết phải phố luôn. Ủa Hương, mày cũng xài nước hoa phố à? Đâu xem nào. Nước hoa Chanel à? Tên gì nghe lạ nhở? Chả phố tí nào. Chanel. Nước hoa Pháp đó má, mắc tiền lắm đó. À, thì ra là quý tộc Pháp à. Quý tộc phố, chào quý tộc Pháp nhá. Chào đó. Mày cũng xài túi local brand nè. Thì ra mày cũng phố giống tao. Bao nhiêu? Chắc cũng mà vài trăm nhỉ. Cái mà đang cầm là Lash Dior Bút Tâu 89 cũ.